chị em đâu? Chị em không ở nhà đâu. Anh đừng đi. Sao em lại khóc? Mấy hôm nữa là hai người cưới nhau rồi. Em không vui sao? Anh có biết không, em thầm yêu anh từ rất lâu rồi. Em muốn cô dâu trong ngày hôm đấy chính là em cơ. Từ nhỏ đến lớn, cái gì em cũng nhường chị ấy hết đấy. Nhưng mà em không muốn nhường hạnh phúc của mình nữa. Anh có thể ôm em được không? Hãy dùng sự ấm áp của anh để sưởi ấm trái tim em. Ấy, chị thấy chưa? Em nói rồi, anh rể không phải là người trăng hoa đâu. Người như vậy bây giờ khó kiếm lắm. Chị tìm được đúng người rồi đấy. Đúng đấy chị ạ, anh rể là tuyệt nhất luôn á. Thank you.